chào tất cả anh chị em. Tối ngày hôm nay thì Bảo sẽ soạn ra những món hàng tồn kho lâu năm để dẹp nhà luôn. Đó, mức giá tối ngày hôm nay Bảo xả như này á, thì mỗi thứ nó chỉ có mỗi cây thôi nhá, không có nhiều. Thì anh chị em nào á, mua cây nào thì lưu ý liên hệ trực tiếp ngay cho Bảo nha. Bảo đập số luôn để mình mua. Rồi đầu tiên nha, là thân máy khoang pin. Mẫu này á là hư tem rồi, không có tem. Thân không, chân mờ, đầu 13mm, số 38 này. Motor brushless khỏe lắm, đó có 390.000, là số 38 nha. Rồi Bảo lên cũng khá là nhanh đấy. Thì anh chị em nào á, mình nhắm chốt được cây nào thì mua thôi nha. Đó, tiếp tục số 37 nha. Thùng hơi dơ tí xíu à. Rồi bộ này á, Bảo bán phụ tùng như này là 850 đấy anh chị ạ. Rồi hư tem rồi. Rồi phụ kiện nha, mũi khoang này là xài ngon lắm nha. Đó, búa này, thước này. Rồi ca lê, quá trời món, tay cầm là anh chị biết rồi, chắc chắn lắm. Đó, xả hàng tồn lâu mà, 37, 400, 50.000, 2 cây đúng, 2 cây. Đó, máy là 13mm, 2 chức năng nha. Rồi, có tem chống hàng giả QR ở đây. Rồi, tiếp tục, máy mài Panda này, máy mới, 400 một cây. Hàng hư thùng nè, xấu nè, 270.000, số 36 nha. Đó, hàng này là anh chị biết rồi, xấu quá, mới cũng chưa có sai mà dơ quá trời à. 36, 270.000, công tắc đuôi 8950W, số 36 nha. Rồi tiếp tục, bộ này bộ gì đây? Đó, thấy là công ty rồi, 34 có 390.000. À, thân bù lông, chân phổ thông nha, chân pin phổ thông, mẫu M, 380 N. Đó, mẫu này á, là có chân phổ thông là mình xài được rồi nha. Đó, Bảo lấy cục 5 cell test thử cho anh chị em nào. Êm quá, có báo pin nha, có đầu khẩu này, cú dầu khá khỏe nha. Thân không, chưa bao gồm pin sạc, 390.000, có thùng đựng, một đầu khẩu đi kèm nhá. Rồi món gì đây, 35, 390.000. À, súng nổ anh chị ơi, trời ơi, súng bắn đinh nổ nhá. Mẫu này á, là Bảo bán lên đến là 700 một cây đây, giờ có đúng một cây thôi. 390.000, số 35, tân thủ đặt mua ngay nha, trời ơi. Rồi có kính sẵn nè, rồi lò xo thép kim loại hết. Rồi 390.000, số 35, Hà Nội địa nhá. Rồi bộ này là lò xo sơ cua anh chị em à, bên trong có sẵn rồi đấy. Rồi cắt gì đây, cắt gạch 25, à cắt gỗ 25, lưỡi một tấc 85, trời ơi, 800 một cây. Bây giờ thùng xấu quá, 650, có lưỡi đi kèm nè, lưỡi một tấc 85 nha, mới nguyên cây. Rồi công suất của máy lớn nha, 1450W. Rồi thương hiệu Panda, thương hiệu Nhật nha, trời ơi, rẻ quá trời nha, 25, có 650.000, số 25 nha. Rồi số 39, 1.850.000. Máy này là tời Panda đây. Đó, 300-600kg. Mẫu này mua mới lên đến là 2.250.000. Cũng là máy mới, nhưng mà thùng xấu rồi anh chị à, lấy ngay, có 1.850.000 thôi. Đó, máy mới chưa xài nè, kéo đơn là 300kg, đôi là 600kg nha. Rồi bảo hành tất cả đều theo hàng hết, 6 tháng này, la da 12 tháng quá trời. Rồi máy thổi bụi pin, à thổi bụi xài bằng điện nha. Rồi mẫu này thì anh chị em nào á,
mua số 29 có 330.000 thôi. Rồi trời ơi, có gì đây, rẻ quá trời ạ. Rồi công suất của máy là 800W nha. Rồi đầy đủ chức năng thổi lá cây này, thổi bụi bặm nè, ngoài ra nó cũng hút được bụi nha, vừa phải thôi. Rồi rẻ bèo à, 29 330.000. Rồi tiếp tục cắt gạch nha, 1450W đến từ thương hiệu Panda nha. Rồi 21 có 600.000 thôi, bình thường nó là 700 đấy anh chị em ạ. Rồi đa năng có thể cắt được gạch, gỗ, bê tông, đó sắt cũng được, chưa bao gồm lưỡi nha anh chị em nha. Đó lưỡi 110mm. Rồi có sẵn thùng như này, máy mới, bảo hành theo công ty 6 tháng, 21 600.000. Rồi bảo xem, trời ơi, khoang bốt xịn nè, thùng xấu nè, 950.000. Bây giờ 880.000 thôi, bốt xịn nha. Rồi có tem đầy đủ, 23 khoan 13 ly bốt xịn mà có 808 mà, số 23 nha. Trời ơi, nó đẹp chưa, chưa xài nó mới cực kỳ, chưa một vết xước nha. Rồi mã máy là GSB550, công suất là 550W nha anh chị nha. Rồi tặng cho anh chị em mình nguyên một cái áo xịn đến từ bốt luôn nha. Trời ơi, rẻ bèo như này, tặng nguyên cái áo xịn bốt polo, áo polo nha. Rồi 23 máy khoan bốt mà tặng áo có 880.000 thôi. Rồi tiếp tục cưa xích xài bằng pin này, trời ơi, nội địa Kento nha. Rồi cắt cây to bằng cổ tay, cổ chân đều được, chân mờ nhá, pin phổ thông 33, đó cũng 6-700 nè, bây giờ còn có 390.000 à, một pin một sạc nha. Đó anh chị em nào lấy thì chốt ngay, không lại hết nha. Rồi mẫu này là đâu rồi, 33 390.000. Rồi bảo xem có cái gì giá mềm mềm không. Rồi 28 này, mẫu bẻ gạch, cắt gạch này, cắt kiếng đa năng, rồi đi kèm ba dao, mẫu này bảo bán nhiều lắm nha. Đó, bộ bẻ gạch riêng này, rồi dễ để mà cắt. Rồi có 250.000 là số 28 nha. Rồi tối ngày hôm nay thì máy toàn là hàng cũ, tồn kho lâu không nha, hư thùng này kia bán hết. Rồi máy đánh bóng xe hơi nè, đánh bóng công nghiệp nè, 1.250.000 á, tối ngày hôm nay thùng xấu quá trời à. Rồi cắt ra, tối ngày hôm nay bán lỗ nhá, 850, số 26 có sẵn miếng đánh bát lớn như này, máy 1 tấc 8 nha, có điều tốc 6 số. Rồi công suất của máy là 1300W, về thì anh chị nào á, cắt gạch cắt kiếng đều được nha, cắt bê tông cũng được, thay tán vào xài thôi, có tay cầm này, máy lớn nha, 1 tấc 8 mà xài sướng lắm, thương hiệu lớn Makuta. Rồi tiếp tục máy bao gỗ Oshima, thương hiệu Nhật, con này ngon lắm, giá của công ty là mẫu giá này 1.410.000 đấy anh chị ạ. Bán 890 thôi, thùng xấu này, số 27 nhá, 890.000. Máy bào gỗ Oshima, dòng máy bào cao cấp nhá. Đó, có cái phần mà chống mà lúc mà mình bỏ như này á thì lưỡi nó sẽ không có cả gỗ nha, làm hư gỗ. Đó, tuyệt vời chưa, tăng giảm đầy đủ. Rồi công suất của máy là 710W. Trời ơi, con này xịn lắm, con này mua không ra với mức giá này đâu nha. Đó, 890.000 máy bào gỗ cao cấp Oshima, đi kèm cử mài dao này, đầy đủ như này, lưỡi là 8/2 nha.
Rồi xài bạc xịt NSK gia tăng nha. Rồi số 20 có 800.000 một thùng màu đen. Trời ơi khoang pin nha, hai quả pin lớn 10 cell chưa có sạc, tặng sạc luôn để anh chị mình về xài nhá. Rồi mẫu này thì để khá lâu nên là hết pin rồi, có sạc gắn vào xài qua hai quả pin phổ thông 10 cell đó. Máy Johnson nha, ba chức năng, motor từ đầu 13mm, máy lớn nha. Rồi có 20 800.000, trời ơi rẻ quá trời à, đúng là hàng xả rẻ, tối ngày hôm nay rẻ lắm nha. Rồi tiếp tục số 18 này, máy mài thẳng Carex Đức nha, tem bảo hành điện tử ở đây. Máy này á là 1.050.000, tối ngày hôm nay thùng xấu quá, 18 bảo bán là 840.000. Trời ơi bán là rẻ lỗ hết nha, nhưng mà hàng này là tồn kho lâu rồi, rồi nên là bán hết. Rồi máy này với công suất của máy là 8450W, cốt là 6mm, tay dài nha, mài chai nè, mài này kia. Rồi máy trà nhám bốt 1.080.000, mà bây giờ anh chị mua này thùng đẹp 850.000, số 32, 220W nha, bốt xịn nha. Đó không phải là hàng đều, hàng nhái đâu. Tem chống hàng giả cao ra, kích hoạt bảo hành. Rồi máy này á là lưỡi của cái bán kính mà rung, mình có thể là xài là rung nhám vuông nha. Đó rung vuông 10 đến là 11 đó. Rồi vuông xài để mà rung trà nhám gỗ này, đó tường này, sắt, kim loại vân vân, hàn bốt xịn. Rồi tiếp tục trà nhám tường nhá, à đâu nhầm, rung mà rung mẫu này là ACZ, rung bằng từ nha, con này xài cả đời luôn á, đi công trình phê lắm. Số 16 1.200.000, tối ngày hôm nay có 790.000. mẫu này là máy rung motor lớn nha, to lắm đó, đi công trình xài nhám này, bàn phẳng này, to này. Trời ơi con này mà xài biết khi nào cho hư. Motor brushless không chổi thang, motor từ nha. Đó. Rồi. 790.000 thôi. Rồi tiếp tục số 24. Khoan, đâm chen nha. Đâm chen nè. 680.000. Bây giờ mình mua cái này á thùng lắm chấm hư hết rồi. 490 thôi là số 24 nha. Đó 24, 490.000. Thùng hư, máy như mới nha, chưa có đem ra xài gì cả. Đầu 13mm, hai chức năng nha. Công suất máy là 500W, đông chen, xài rất là ngon nha. Đó, công trình này gia đình có 490 nè, số 24 nha. Rồi tiếp tục lên một con khoang pin nữa nha, số 17 nha, 490.000 luôn. Đó TNT, xài chân pin phổ thông, ba chức năng, đầu 10mm. Đó, bê tông này, được hết, gỗ này, sắt, bắn vít thật cao, quá trời món quà như này. Rồi hai quả pin một sạc nha, 490.000 là số 17 nha. Rồi, số 31, 350. Đó, trời ơi, máy khoang pin chọt nha, hai chức năng. Rồi hai quả pin chưa có sạc, gắn sạc vào tặng cho anh chị em mình Hà Nội đĩa nha. Rồi không có tem, 31 350, mà đi kèm hai quả pin, quá trời quà đây. Rồi pin chọt bắn vít thật cao đều được, trời ơi tăng lên đầy đủ cho anh chị em mình mua xài thôi. Đó thợ thầy mua về bắn tôn vít vàng ốc, vít nhỏ là vừa. Rồi có 350, số 31 nha. Rồi thùng này xấu nha, phun sơn bê tết 27 trừ 800, 750.000 nè. Bây giờ số 10
có 650 thôi nhá. Đó, phun đa năng, phun mọi loại sơn, bốn đầu bét sơ cua này, đó phun sơn sắc này, gỗ này, BU này, sơn tường, sơn nước, làm hết rồi. Máy công suất cao 600W để anh chị em mình xài cho nó khỏe nha. Rồi, bê tết phun mọi loại sơn. Đó, tốc độ cực kỳ nhanh, bình 1000ml nha. Rồi, máy hàn anh chị ơi. Đó, máy hàn công trình này gia đình, bảo hành 18 tháng, số 30. Trời ơi, cây này 1.250.000 nè. Bây giờ có 1.500.000 à. Da xít nha, 4 tụ bên trong khỏe lắm. Đó, bảo hành 18 tháng. Rồi dây này, kính này. Đó, mẫu này là kính ha, kính đeo mắt nha. Rồi bao tay. Rồi có đồng hồ này, chống dính, chống giật đầy đủ hết để anh chị mình xài. Rồi số 30 có 1.050.000. Rồi tiếp tục HP0300 nha. Mẫu này là số 14 này. Anh chị em nào mua, cây này mắc lắm. Makita hàn xịt 3 chức năng, 1.350.000 á. Bây giờ á, mình mua này có một cây thôi nha. Đó, có một cây duy nhất à. Số 14, 850.000 thôi. Hàn xịt Makita nha. Đó, mẫu này là bắn vít, có cấp trượt 3 chức năng, bê tông cũng được, rồi sắt gỗ đều được, chính hãng Makita. 14.850.000. Rồi tiếp tục máy cào tường nha. Trời ơi, con máy này là bảo test hôm qua đấy anh chị em à. Rồi 2.500.000 vừa test hôm qua, tối ngày hôm nay nhất giá 1.900.000 thôi, nguyên thùng số 19. Đó, ACZ nha. Đó, test ngày hôm qua đúng một lần review thôi là anh chị biết rồi, mức giá giảm 600, giảm 600.000, số 19, đầy đủ chức năng nha anh chị nha, bào đầy đủ hết. Rồi anh chị nào mua thì chốt nha. Đó, rồi tiếp tục máy hàn nước nóng này, hàn ống nước nóng nha, số 13. Trời ơi, bộ này á, tối ngày hôm nay rẻ lắm. Đó, mình có thể là chọn mua ngay từ phi 20 đến là phi 63. Rồi có chỉnh nhiệt này, tăng giảm theo ý, lên đến là 300 độ C. Rồi, tối ngày hôm nay 408 này, giảm giá còn 390.000, là số 13 nha. Số 13. Rồi tiếp tục số 15. Rồi máy bắn cốt laser Akuya, bảo hành 1 năm nha. Máy đi kèm xem nào. Một khay đựng pin, một quả pin lớn, 5 tia xanh nha. Rồi, anh chị nào mua thì tối ngày hôm nay 620.000 thôi. 620, số 15 nha. Đó, anh chị nào mua thì chốt ngay 620.000. Hộp đầy đủ như này. Rồi, máy này không có số rồi, mấy bạn bỏ qua. Rồi, máy bắn cốt Toyama 16 tia 4D nha. Mẫu này bảo bán là 1.600.000. Tối ngày hôm nay mua đi. Con này còn đúng một cây duy nhất, tính cho anh chị mình 1.200.000 thôi. Đó, hộp đẹp này, mẫu cao cấp, trời ơi nó đẹp quá trời. 16 tia, đi kèm hai quả pin nha. Rồi test bóng led sáng xa lắm. Đó, làm đóng gạch men này. Rồi, đóng cầu thang, đóng gạch thoải mái. Đó, ốp lát. Mua cây này bảo hành 1 năm, cực kỳ đẹp nha. 1.600.000, tối ngày hôm nay số này còn có 1.200.000, số 22 nha. Rồi tiếp tục máy rung gạch nè. Đó, anh chị em nào xài công trình phải mua ngay cây này rồi. Có chỉnh tốc nha. Đó, pin chọt, có hút cả gạch bưng đi. Rồi mình xả ra thì đẩy cái này lui là xong. Rồi chỉnh tốc 6 số, thương hiệu tốc,
1.150.000 có video nha. Đó, không phải là giảm giá là cứ đưa lên cao là giảm đâu. Có video 1.150.000, bây giờ 850.000. Rồi, nồi chiên không dầu đa năng, đó hàn này cao cấp đến từ thương hiệu Nhật nhá, 1.500W này, bình 10 lít. Trời ơi, cây này 1.000.000 anh chị ạ. Vừa rồi Tết bảo bán 1.000.000, bây giờ thùng xấu quá, số 12 800.000, bảo hành cho anh chị em mình 1 năm nha. Đó, có hẹn giờ này, đó tăng nhiệt độ này, rồi mình chọn mua cao cấp cực kỳ, chưa có xài nha, mới nguyên nha. Rồi, bình 10 lít nha. Rồi, nồi chiên không dầu, đúng một cây thôi. Rồi, số 12, 800.000. Rồi, tiếp tục, máy khoan Makita, nhà máy lắp đặt Thái Lan nha, có 680.000. Rồi, mã máy là 0801 nha. Đó, anh chị em nào mua thì với công suất của máy là 500W, đầu 13mm. Rồi, máy này á thì nhà máy xịn đặt tại Thái Lan nha. Đó, tranh thủ lấy có 600 đâu rồi, số đâu rồi. Rồi, số 3 608 thôi. Rồi, tiếp tục, máy bắn cốt. Trời ơi, mẫu Akuya này, cây này á là bảo review nha, nên là có hơi bụi nhẹ một xíu. Rồi, Akuya, mà cái này là mất tem rồi anh chị à, tem rớt đâu rồi. Rồi, hàn review 900.000 á, 5 tia xăng. Tối ngày hôm nay mới toanh như này, số 7 550.000 thôi, bán rẻ như cho nha. Rồi, mới nguyên, đi kèm một khay đựng pin, một sạc nha, số 7 550.000, 5 tia xăng, tia cơ nha. Rồi, bóng sáng xa đẹp nha. Tiếp tục, số 9 nè, thân máy khoan pin đến từ Hukan, motor chổi thang nha, đầu 13mm. Rồi, anh chị nào mua máy lớn nè, pin lớn là xài được, chân mờ nha, 60 newton, thân không, số 9 450.000. Rồi, tiếp tục, số 5 nha, đó chỉnh tấp Osaka. Đó, anh chị em nào mua tối ngày hôm nay rẻ lắm, có 390.000 thôi, số 5 nha. Rồi, 850W, điều tốc 6 số để anh chị em mình xài. Rồi, thân phan pin 36V. Rồi, không tem nha, Hà Nội địa, số 1 250.000, có thùng. Đồ nghề thì nó có bao nhiêu bảo để bấy nhiêu thôi nha. Đó, bán số 1 250.000. Rồi, máy mài bốt xịn nè, 060, tem bảo hành ở đây. Rồi, đi kèm là có là tay cầm, không có bốt xịn, không có tay cầm anh chị ạ. Có khóa mở gắt te thôi. Rồi, bảo hành toàn quốc nha, công suất là 670W nha, bốt xịn nha. Trời ơi, bốt xịn mà có 780 mà, số 2 nha. Rồi, có tem ở đây anh chị về là cào ra, chống hàng giả nhá. Rồi, tiếp tục, số 11 nha anh chị ơi. Đó, máy mài một tách 25 DCA, rất là ngon á. Rồi, 890 nè. Rồi, tối ngày hôm nay tranh thủ mình mua 1.200W nha. Đó, màu lớn này, cắt đá hoa cương này, gạch men, bê tông, đi kèm khóa mở gắt te tay cầm đầy đủ. Rồi, máy phun sơn lát xít nha, hộp này đẹp quá. Đó, 750, bán 650.000 thôi, 800W này, bình 1.000ml, đi kèm 4 đầu bếp nha. Trời ơi, bếp nè, 4 đầu bếp, tha hồ mà mua, phun mọi loại sơn, gỗ, sắt, bê tông đều được nha. Đó, 600W, về mình xài. Rồi, anh chị em nào mua số 6, 650 nha. Rồi, tiếp tục, số 4 nha. Trời ơi, có 1.400.000 thôi, Toyama, hàng trưng bày,
1.750.000, bây giờ có 1.400.000. Đó, đầu 13mm nè. Khoét bê tông lỗ gạch đều được. Máy lớn nè, bê tông nè. Rồi, hai quả pin dòng xả cao nha. Báo pin hết. Rồi, máy 90 N. Rồi, tối ngày hôm nay Bảo làm một đống máy hàn tồn kho khá là lâu. Thì anh chị em nào mua, mỗi máy chỉ có 10 cây thôi nha. Rồi muốn đặt hàng liên hệ trực tiếp ngay. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về hàng tồn lâu nha. Đặt thì liên hệ. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị em.